Thưa quý vị, Tết âm lịch hàng năm cũng luôn là mùa du lịch cao điểm. Để tranh thủ cơ hội này, các doanh nghiệp lữ hành đang tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, trong đó có giảm giá tất cả các tour, tuyến. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp quy mô toàn cầu, thì hiện du lịch nội địa là thị trường chính mà các công ty lữ hành hướng đến để phục vụ khách hàng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thời điểm này tại thành phố Biên Hòa, các đơn vị du lịch lữ hành đã bán được khoảng 50-70% tour. Khách chủ yếu là nhóm nhỏ, quy mô gia đình. Ngoài giảm giá trên các tour, tuyến, thì các doanh nghiệp còn kết nối các điểm đến, thiết kế nhiều chương trình với giá và dịch vụ ưu đãi. Năm nay thì khách chọn các cái tour đi đường bay cũng khá nhiều, đặc biệt là đi đến miền Bắc. Ngoài ra thì khách có xu hướng đặt theo nhóm gia đình từ khoảng 8-10 người. Lượng khách năm nay thì cũng nhờ những sự quan tâm và cái phương pháp phòng chống dịch tốt của chính phủ nên là số mà khách đăng ký thì đang dần tăng lên. Thì năm nay hiện tại là đơn vị đang nhận được khoảng 200 khách để đăng ký đi du lịch. Thì giờ tới thời điểm trước Tết thì khả năng còn tăng hơn nữa. Song song với việc xây dựng các chương trình tour Tết, các doanh nghiệp cũng chú trọng lên phương án phòng chống dịch, du lịch an toàn mùa Covid nhằm đảm bảo cho du khách yên tâm du xuân. Bên cạnh đó, ngành du lịch Đồng Nai cũng thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác này. Tất cả các khu điểm du lịch, tất cả các cơ sở lưu trú, tất cả các doanh nghiệp du lịch đều phải tuân thủ tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo cái khuyến cáo của ngành y tế. Đây là điều bắt buộc. Về phía du khách cũng phải luôn luôn nâng cao cái ý thức trong cái việc phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo ngành y tế. Đây là yếu tố hàng đầu để đảm bảo cái an toàn cho du khách. Xác định thị trường du lịch hiện nay là du lịch nội địa, nên mỗi doanh nghiệp lữ hành sẽ phải nỗ lực sáng tạo, khai thác tour riêng để cạnh tranh và tìm kiếm được nhiều khách hàng. Các đơn vị kỳ vọng sức mua tour Tết sẽ tăng hơn nữa trong những tuần tới.